Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự. Thanh Hóa đẩy mạnh đăng ký bảo hộ nhãn hiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn. Sau đây là nội dung chương trình. Quỹ VivoTec, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam lần thứ 28 và giải thưởng WIPO năm 2022. Trong số 43 công trình được chọn năm 2022 có 4 giải nhất, 9 giải nhì, 15 giải ba và 15 giải khuyến khích. Các giải thưởng được trao cho 6 nhóm lĩnh vực gồm cơ khí tự động hóa, vật liệu, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, sinh học, công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng và năng lượng mới. Tỉnh Thanh Hóa có 4 công trình đạt giải, trong đó có 2 giải nhì gồm hoàn thiện công nghệ, thiết bị tái chế rác thải nhựa phục vụ nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng của tác giả Trương Ngọc Tuấn và Nguyễn Viết Thanh. Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Tân Thanh Phương và công trình hoàn thiện công nghệ sản xuất bóng đá đạt tiêu chuẩn FIFA từ vật liệu da nhân tạo của tác giả Nguyễn Trọng Thấu, công ty cổ phần dụng cụ thể thao Delta. Trường Đại học Hồng Đức có 2 công trình đạt giải khuyến khích, gồm công trình nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ lọc sinh học dục khí luân phiên để xử lý nước thải sau biogas tại các trang trại lợn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa của tác giả Lê Sĩ Chính và công trình nghiên cứu đặc điểm sinh học, thành phần hóa học tinh dầu một số loài thuộc họ gừng ở Thanh Hóa của tác giả Đậu Bá Thìn. Hiện nay, việc số hóa trong sản xuất nông nghiệp đã được ngành nông nghiệp các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cụ thể hóa bằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thức ăn chăn nuôi và cơ sở chăn nuôi, cơ sở dữ liệu cấp, quản lý mã số vùng trồng và chuẩn bị triển khai nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản. Trong thủy sản là việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình phương tiện khai thác, đánh bắt, cung cấp thông tin, nguồn gốc của các sản phẩm thủy sản. Thông qua việc chuyển đổi số, hoạt động sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã giảm thiểu rủi ro từ biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Lần đầu tiên, Tòa án Nhân dân huyện Hà Trung mở phiên tòa xét xử công khai 3 vụ án hình sự theo hình thức trực tuyến, kết nối từ hội trường xét xử Tòa án Nhân dân huyện tới điểm cầu Công an huyện. Việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến đã đánh dấu bước đột phá trong cải cách tư pháp của hệ thống tòa án, giúp người dân dễ dàng tiếp cận công lý và đảm bảo các hoạt động xét xử được tổ chức đúng thời hạn, tiết kiệm chi phí và thời gian. Bước đầu, Tòa án Nhân dân huyện Hà Trung sẽ xét xử thí điểm một số vụ án hình sự đơn giản, sau đó sẽ mở rộng thí điểm đối với các vụ án khác. Thưa quý vị và các bạn, sở hữu trí tuệ đang ngày càng đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, đảm bảo môi trường đầu tư, duy trì lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giá trị nông sản hàng hóa, sản phẩm đặc trưng của địa phương và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa đang tích cực hỗ trợ các địa phương, cơ sở doanh nghiệp sản xuất đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho hàng trăm sản phẩm công nghiệp nông thôn để nhận diện thương hiệu cũng như khẳng định vị thế trên thị trường. Nhờ đó, nhiều sản phẩm của tỉnh đã có sức cạnh tranh, được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường cả nước và một số sản phẩm đã tham gia xuất khẩu. Trước đây, cấp ủy chính quyền xã Thăng Long, huyện Nông Cống vẫn chưa quan tâm về việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm. Việc đưa sản phẩm vào các siêu thị hệ thống tiêu dùng hiện đại rất khó. Ngay sau khi tỉnh triển khai chương trình OCOP, cấp ủy chính quyền xã Thăng Long đã quan tâm chú trọng bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm. Từ 28 hộ ở thôn Tân Gia tham gia sản xuất miến gạo, đến nay có 120 hộ tham gia. Sản phẩm miến gạo Thăng Long đã được đóng bao bì có tem nhãn và đăng ký mã vạch sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận năm 2019. Sau khi sản phẩm được bảo hộ sản phẩm, cấp ủy chính quyền xã đã đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, đa dạng hóa các hình thức liên kết giữa người dân, hợp tác xã trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm đã tăng mức tiêu thụ lên 2,5 lần so với trước đó, doanh thu hàng năm đạt trên 15 tỷ đồng. Hiện nay, sản phẩm miến gạo Thăng Long đã đạt tiêu chuẩn chất lượng OCOP 3 sao cấp tỉnh và đã được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa. Từ khi được bảo hộ cái nhãn hiệu thì cái sản phẩm của tôi được tung bung ra thị trường và đặc biệt thì chúng tôi mở rộng cái sản xuất, chống được hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng thì có những các cái quy trình đó là như giám sát về cái khâu nguyên vùng nguyên liệu cũng như là cái khâu sản xuất. Bên cạnh đó thì chúng tôi được quảng bá lên như sàn thương mại điện tử, quảng bá trên các như Facebook, Zalo. Năm 2015, nón lá Trường Giang, huyện Nông Cống vinh dự lọt top 100 thương hiệu nổi tiếng cả nước. Năm 2016, sản phẩm cũng đã được chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể.
Kể từ khi được chứng nhận nhãn hiệu tập thể, Hiệp hội Nón lá Trường Giang đã nâng cao chất lượng mẫu mã hàng hóa, tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Hiện toàn xã Trường Giang có hơn 1.000 hộ làm nghề đan nón lá với hơn 3.000 lao động, tập trung ở hai làng Yên Lai và Tuy Hòa. Mỗi ngày, một người có thể làm được từ 3 đến 5 chiếc nón lá, giá trị mỗi chiếc từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng, tùy từng mẫu mã, chất lượng. Nhờ đó, hàng năm, xã Trường Giang đưa ra thị trường hơn 1,5 triệu sản phẩm, chiếm trên 20% tổng thu nhập toàn xã và giải quyết việc làm cho hơn 40% lao động nông thôn. Sau khi bảo hộ thì bằng cái việc quảng bá hình ảnh tại các hội chợ cũng như panel office thì chúng tôi cũng đã liên kết với các làng nghề du lịch để đưa cái sản phẩm nón lá Trường Giang ra với thị trường trong và ngoài tỉnh. Để sản phẩm chất lượng đến với tay người tiêu dùng thì chúng tôi tuyển chọn từ nguyên liệu đầu vào, quá trình gia công cũng như là cái việc bảo quản sản phẩm sau khi hoàn thành để đưa đến tay người tiêu dùng một sản phẩm tốt nhất. Để xây dựng tiêu chí ô cốp 3 sao của nón lá Trường Giang thì hợp tác xã nón lá Trường Giang bây giờ đang xây dựng chương trình là thứ nhất là đầu tư về kho bãi để lấy nơi lưu trữ hàng, chất lượng lá đầu vào là cũng phải trắng sạch và đảm bảo lá già. Địa phương đang quan tâm về hỗ trợ mình là cái đầu vào, xây dựng những vùng nguyên liệu. Địa phương là luôn luôn quan tâm về thủ tục pháp lý, cần hỗ trợ về pháp lý như thế nào để cho nguồn hàng của mình đi ra được các địa phương khác. Xác định, xây dựng và bảo vệ thương hiệu là chìa khóa để các sản phẩm khẳng định chất lượng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Cùng với các địa phương, các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đang tích cực đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho hàng trăm sản phẩm công nghiệp nông thôn để nhận diện thương hiệu cũng như khẳng định vị thế trên thị trường. Từ khi sản phẩm nem chua Blanc được chứng nhận cái bảo hộ thương hiệu thì người dân cũng tin tưởng hơn, đến dễ dàng tìm tiếp cận các cái sản phẩm của mình có được các cái chứng nhận bảo hộ thì mình sẽ không bị các cái đơn vị khác người ta làm nhái, làm giả các sản phẩm, thì bản thân doanh nghiệp thì cũng sẽ tránh được cái việc thất thoát tài sản. Đăng ký bảo hộ thì giúp cho sản phẩm của chúng tôi được nhà nước bảo vệ quyền lợi và từ đó chúng tôi là nâng cao cái giá trị sản phẩm của chúng tôi, giúp cho chúng tôi phát triển hơn. Theo thống kê của Sở Khoa học và Công nghệ, từ năm 2020 đến 2022, tỉnh Thanh Hóa đã có 4 bằng đồng quyền sáng chế, 45 bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và 553 giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các sở ngành liên quan phối hợp với cấp ủy chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, quyền lợi trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đối với sở hữu trí tuệ, đồng thời hỗ trợ kinh phí thông qua nhiệm vụ khoa học công nghệ đối với hoạt động xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm dịch vụ chủ lực đặc thù của địa phương, sản phẩm gắn với chương trình OCOP của tỉnh dưới dạng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. Huyện và cơ quan quản lý nhà nước là phải có trách nhiệm để hướng dẫn, rồi hỗ trợ để tuyên truyền quảng bá sản phẩm của mình trên cái địa bàn ở mình và địa bàn của cả nước. Để mà được đạt sản phẩm ô cốp đấy, thì ngoài là cái hỗ trợ của tỉnh ra, thì Hội đồng nhân dân huyện cũng đã ban hành nghị quyết là hỗ trợ cho 100 triệu một khi đạt sản phẩm ô cốp. Đấy là khích lệ ban đầu thôi. Còn những cái việc khác như tuyên truyền quảng bá đưa lên mạng, rồi hỗ trợ cho các chủ thể đi hội chợ ở các nơi. Ví dụ như bây giờ một sản phẩm mà có một gian hàng ở ngoài tỉnh thì hỗ trợ bằng 20 triệu. Trong xu thế hội nhập kinh tế ngày nay, những yêu cầu về kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng đòi hỏi cao. Vì vậy, việc đăng ký bảo hộ cũng như phát triển nhãn hiệu đã được bảo hộ giữ vai trò quan trọng đối với mỗi sản phẩm khi cung ứng ra thị trường. Để việc xây dựng bảo hộ nhãn hiệu đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao giá trị sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, các sở ngành liên quan cần hướng dẫn các địa phương phát triển nhãn hiệu, thương hiệu dựa trên các quyền sở hữu trí tuệ đối với địa danh dùng cho sản phẩm đặc thù. Cùng với đó, cần nâng cao vai trò của quản lý nhà nước về kiểm soát sử dụng nhãn hiệu trên thị trường. Ngoài ra, các địa phương chú trọng hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, chứng nhận chỉ dẫn địa lý để đưa sản phẩm cuối cùng ra thị trường. Chương mục khoa học và công nghệ hôm nay xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyenhinhthanhhoa.vn hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.